Rồi thầy nói lại cái phần mà chúng ta tạo ra cái phần màu tối này nè. Như vậy chúng ta đã có được cái laser đầu tiên là laser 1 là có bức màn. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ tạo ra cái màu tối này, màu đen này. Như vậy có rất là nhiều cách để làm. Cách thứ nhất, đơn giản nhất là các bạn tạo ra một cái laser màu đen. Sau đó mình delete ở trong đi. À, cách 1 nhé. Như vậy thì chúng ta tạo ra cái laser màu đen. À, màu của chúng ta đang ở trên là màu vẽ. À, đó, foreground. Như vậy các bạn có nhiều cách luôn. Cái chỗ này cũng có nhiều cách để tô màu. Mình có thể là edit, fill thì mình chọn cái màu vẽ là foreground. À, ok. Ctrl Z. Cách nhanh hơn chúng ta làm gì? À, chúng ta dùng phím nóng Alt+Tab Delete, đó là cách thứ hai. Riêng cái chỗ tô màu là mình đã có hai cách. Quan trọng là mình chọn cách nào. Rồi, xong cái bước tô màu. Bây giờ đến bước tiếp theo. Bước tiếp theo, nhiệm vụ của mình là xóa đi cái phần bên trong. Xóa phần bên trong thì chúng ta chỉ cần dùng cái cọ này, chúng ta vẽ một cái vùng chọn. Đó, vẽ một cái vùng chọn. Và chúng ta sẽ nhấn delete cho layer 2. Nhưng đặc biệt trong chỗ này chúng ta thấy là nó có tạo được cái độ mờ dần, mờ dần. Cho nên lúc này chúng ta chưa vội delete, mà chúng ta làm gì? Tạo độ mờ biên. Shift F6, cái này mới. Shift F6. Shift F6 hoặc là cách thứ hai của cái đoạn này, các bạn vào Select Modify Feather, cũng là Shift F6, cũng là nó đó. Rồi, xong. Khi mà mình có được cái vùng chọn với cái độ mờ biên như vậy thì các bạn nhấn Delete là chúng ta đã kết thúc cái quá trình tạo cái vùng đen. Ctrl D để bỏ vùng chọn. Như vậy chúng ta tạo được cái layer 2 này theo cách 1. Kịp không nào? Đây là cách đơn giản nhất. Chúng ta tô màu đen, tạo vùng chọn, xóa phần trong đi. Được không? Rồi. Cách thứ hai cũng vậy, nhưng mà không cần phải tô màu trước, mà chúng ta tạo vùng chọn trước. Tạo vùng chọn trước. Tạo vùng chọn trước. Shift F6. Ctrl Shift. Bây giờ Shift F6 rồi thì cái vùng chọn mà chúng ta đang chọn là ở trong hay ngoài? Hiện nay chúng ta đang chọn là đang vùng chọn là ở trong. Bởi vì cái biên các bạn không thấy nó chạy chạy. Cho nên cái vùng chọn hiện nay là chúng ta đang chọn ở trong. Mục đích của chúng ta là sẽ tô màu cho cái phần bên ngoài này. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Đảo vùng chọn lại. À, Ctrl Shift Y. Ctrl Shift Y. Và chúng ta đã có cái vùng chọn thứ, vùng chọn ngược lại. Và bây giờ chúng ta tô màu, màu đen thì cũng Alt+Tab Delete. Đó là cách thứ hai. Như vậy chúng ta có layer 3 cũng tương tự như vậy. Cách thứ ba là chúng ta dùng layer mask. Cách thứ ba chúng ta dùng layer mask. Ha, chúng ta dùng, thầy ghi lên đây để cho các bạn dùng gì? Dùng layer mask. Add đúng không? Các bạn sẽ sử dụng cái layer mask ở đây. M-A-S-K. Đó, các bạn tạo cái mặt nạ. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng layer mask như thế nào? Trong cái sử dụng layer mask này chúng ta cũng có nhiều cách. Bây giờ thầy sẽ chỉ cho các bạn cách 1 trước. Cách 1 của layer mask ha. Thầy ghi đây để cho các bạn dễ thấy.
cách 1. Rồi cách 1 chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ tạo một ly mới. Tô màu đen. Tô màu đen. Bây giờ có một cách là mình có add layer mask trước đi. Cách thứ nhất, add layer mask trước. Như vậy thì đối với cái layer mà chúng ta mới add nó màu trắng, cho nên nó không có gì để che cả. Rồi cũng tạo vuông tròn. Cũng shift F6 20 pixel. Bây giờ chúng ta đang có cái vùng tròn là ở bên trong. Layer mask chúng ta đã có. Và bây giờ cái mà đang chọn hiện hành là layer mask chứ không phải là layer. Hai cái này khác nhau. Và bên layer mask, nguyên tắc của nó là màu trắng. Màu trắng thì thấy cái nội dung, màu đen thì che và chúng ta không thấy. Như vậy thì chúng ta muốn cái vùng này không thấy nè, cái vùng giữa này không thấy. Vậy bên mặt nạ chúng ta sẽ tô màu đen cho nó. Rồi chúng ta chọn mặt nạ, tô màu đen bằng cách nào? À, Alternate Delete. Như vậy thì chúng ta đã làm xong cái nhiệm vụ của mình, là phần ở giữa của layer chúng ta không cần, chúng ta che đi. Phần ở xung quanh chúng ta để lại. Đây là cái phần mà màu đen chúng ta muốn. Dùng layer mask cách thứ nhất. Bây giờ dùng layer mask cách 2. Cách 2. Vậy cách 2 này chúng ta dùng như thế nào? Các bạn cũng tạo layer, tô màu đen. Tô màu đen. Lúc nãy cách 1 của mình là mình add layer mask trước, rồi mình tô màu đen cho cái phần mình muốn bỏ đi. Bây giờ giả sử mình có vùng chọn trước, tại vì cái này vùng chọn là mình tạo ra, chứ đôi khi có những bài mà vùng chọn mình có trước. Giả sử trong trường hợp này Shift F6 20, vùng chọn chúng ta có trước. Nếu mình muốn giữ lại, bây giờ bạn chưa có layer mask mà bạn đã có vùng chọn rồi, thì khi mà add layer mask nó giữ lại cái vùng nào? Nó giữ lại cái vùng mà đang có vùng chọn. Phải đúng ý mình không? Không. Vậy Ctrl Z lại. Chúng ta phải làm gì? À, cái vùng chúng ta cần là vùng bên ngoài. Vậy thì Ctrl Shift Y, vùng bên ngoài. Được chưa nào? Và chúng ta add layer mask cho nó. Vậy thì cũng tương tự như cách lúc nãy, cũng cho ra kết quả giống nhau. Nhưng mà một cái là mình add layer mask trước, một cái là mình có vùng chọn trước. Thì tùy trường hợp mình áp dụng. Được chưa? Tùy trường hợp mình áp dụng. Thì ở phần này, ở phía trong nó cũng tương tự như vậy. Bạn cũng tạo, bởi vì cái ảnh của người này nè, đó, ở phía dưới này các bạn thấy là mình thấy rõ trên dưới chân rồi luôn. Nhưng mà trong cái final thì các bạn thấy là mình thấy chỗ này mờ mờ thôi. Như vậy thì thay vì chỗ này người ta tô màu đen giống như là ở bên ngoài, thì người ta tô màu đỏ bạc đô. Sau đó người ta cũng ép để che cái phần bên trong để nó ra bức ảnh y chang vậy luôn. Được chưa? Thầy làm luôn cái phần này để cho nó hoàn thiện cái file này luôn.
Ctrl C, Ctrl V. Đó, các bạn thấy là cái nền nè, cái nền đỏ nè. Ctrl C, Ctrl V. Bây giờ chúng ta đang có cái bức ảnh này. Chúng ta làm sao? Có nhiều cách nữa. Nói chung là tùy theo các bạn xử lý mà các bạn sẽ có được cái kết quả khác nhau, tùy theo các bạn xử lý nha. Ví dụ như mình để cái layer 7 nằm trên, mình để layer 7 nằm trên thì có phải rằng mình sẽ che, mình sẽ che cái phần này, mình bỏ cái phần ngoài của layer 7 không? Bỏ phần ngoài của layer 7, lấy phần trong thôi ha. Bây giờ chỗ này cũng có nhiều cách. Bây giờ mình lấy phần trong nè, mình sẽ lấy như vậy. Chỗ này mình cũng shift F6 10 nhỏ thôi. Đó. Và cái layer 7 mình add mặt nạ cho nó. Có phải là bây giờ mình có vùng chọn trước, mình add mặt nạ sau thì nó sẽ giữ lại, giữ lại cái phần nằm bên trong vùng chọn. Thấy nó giữ lại không? Đây, cái kết quả cuối cùng mình có là đây. Đó. Nó giữ lại phần bên trong, phần bên ngoài nó mờ đi nè. Phần bên ngoài nó bị mờ nè. Mình tắt cái shift lít chuột vô đây. Đó, mình tắt layer mask. Đây là bản nguyên gốc. Bật layer mask lên. Nó che đi. Nó che như vậy, mình mở cái layer 6 lên thì mình sẽ thấy nó mờ mờ. Được không? Nếu trong trường hợp mình đưa cái layer 7 này xuống dưới thì sao? Được hay không? Đưa layer 7 này xuống dưới layer 6 thì mình làm gì? À, đúng rồi. Mình khoét cái layer 6 để cho cái layer 7 ở phía sau đó hiện lên. Khoét cũng có nhiều cách. Bây giờ mình vẽ cái vùng tròn trước đi. Cũng shift F6 bởi vì mình cần độ nhạy biên. Bật cái layer 6 lên. À, xóa cái chỗ này tí chứ không nó mất cái khung. Mình bị vẽ hơi lố. Vẽ hơi lố tí nữa mình ấy là nó mất cái khung. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm gì? Delete cái layer 6 đi. Delete. Thì nó cũng hiện cái sau lên. Thay vì delete, mình có thể làm được gì nữa nào? Thêm mặt nạ để cho nó khỏi mất. Khỏi mất, thêm mặt nạ vô. Đúng ý không? Không đúng ý thì mình phải làm gì? À, Ctrl Shift Y. Đúng rồi, các bạn bắt đầu nhớ bài tốt rồi. Ctrl Shift Y và add mặt nạ vô. Đấy, mình cần là cần che cái vùng bên trong và lấy cái vùng ngoài. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần bài của mình. Rất là đơn giản, sử dụng layer mask. Được không? Sử dụng layer mask.